Xác định công tác phòng chống cháy nổ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an toàn lưới điện, an toàn cho khách hàng. Công ty Điện lực Quảng Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện phương án phòng chống cháy nổ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Dưới sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Bình, các đơn vị trực thuộc đã thành lập đội xung kích trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để xử lý những tình huống cháy nổ có nguy cơ xảy ra trên địa bàn. Công ty cũng đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các trang bị, phương tiện phòng chống cháy nổ đã được trang cấp, thay mới các công cụ, dụng cụ đã hư hỏng, bố trí các trang thiết bị theo đúng phương án đã được phê duyệt. Bên cạnh đảm bảo an toàn trong đơn vị, Công ty Điện lực Quảng Bình còn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các địa phương trong tỉnh. Tổ chức các lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên, nhằm rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thục các phương tiện phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. Công ty Điện lực Quảng Bình đã tiếp thu các chỉ đạo và triển khai cái kế hoạch để mà hỗ trợ trong cái việc tuyên truyền, rồi kiểm tra sử dụng điện nhằm đảm bảo an toàn điện trong dân, triển khai cái công tác phòng cháy chữa cháy theo cái kế hoạch là ưu tiên cho những cái đối tượng mà có nguy cơ cao trước, nhằm thực hiện trách nhiệm của ngành điện với cái công tác phòng cháy chữa cháy theo cái chỉ đạo của chính phủ cũng như của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điện lực Quảng Ninh được giao quản lý và vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Trong đó, nhiều vật tư thiết bị điện, nhiều địa điểm kinh doanh buôn bán có nguy cơ cháy nổ cao nếu không tuân thủ các quy trình, quy định về sử dụng điện an toàn. Vì vậy, Điện lực Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Điện lực huyện Quảng Ninh cũng phối hợp với bên chỗ ủy ban của các xã trên địa bàn huyện là thường xuyên là đi tuyên truyền nhắc nhở khách hàng sử dụng điện để đảm bảo an toàn, tiết kiệm, nhất là những khách hàng có sử dụng điện lớn, các cái đội mà trực tiếp làm công tác quản lý vận hành mà tiếp cận khách hàng nhiều thì nhất là những cái đội đó là cũng thường xuyên là đi để tuyên truyền phổ biến cho bà con sử dụng điện. Công ty Điện lực Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát kiểm tra hướng dẫn việc quản lý sử dụng điện an toàn cho khách hàng. Theo đó, nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai như phát tờ rơi với những hình ảnh được thiết kế sinh động, dễ hiểu, đến gặp trực tiếp khách hàng để hướng dẫn, thông báo qua hệ thống phát thanh địa phương, in ấn băng rôn khẩu hiệu treo ở những nơi dễ quan sát để tiếp cận được với nhiều khách hàng. Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Bình cũng đã phối hợp với Ban Quản lý các chợ đầu mối, đi đến các chủ cơ sở, cửa hàng buôn bán để tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn cho các hộ kinh doanh. Đặc biệt, đối với các hộ sản xuất buôn bán ở khu vực có cả kho chứa hàng lớn, các hộ dùng điện để hàn cắt có nguy cơ chạm chập, cháy nổ cao. Nhân viên điện lực đã khuyến cáo khách hàng cần có các biện pháp phòng ngừa cháy nổ. Trong quá trình buôn bán hàng tạp hóa này thì cũng hay cháy nổ, nên trong gia đình tôi cũng rất cẩn thận về điện. Hàng ngày thì có các anh em của bên điện lực huyện cũng tuyên truyền, qua sự tuyên truyền của điện lực chúng tôi cũng hiểu biết thêm về cái phòng cháy nổ của điện nữa. Bên điện lực của huyện có qua là giúp đỡ bọn em về tuyên truyền, rồi là chỉ dẫn, hướng dẫn cho bọn em là cụ thể hơn để bọn em nắm rõ được cái về phòng cháy chữa cháy, là vì bọn em ở bản ở chưa là nguy cơ là cháy rất là cao. Sự chủ quan, thiếu kiến thức của người dân về an toàn phòng chống cháy nổ trong sử dụng điện là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy nổ đáng tiếc. Nhằm siết chặt hơn nữa vấn đề an toàn điện, Công ty Điện lực Quảng Bình đã và đang phối hợp với công an, ban quản lý các chợ tiến hành tư vấn hướng dẫn sử dụng điện cho tất cả các cơ sở nhà trọ, nhà xưởng, cơ sở kinh doanh karaoke, tiểu thương, nhằm hạn chế tình trạng cháy nổ do sử dụng điện không an toàn. Vừa qua thì điện lực cũng rất là quan tâm, tăng cường để kết hợp với công an làm những cái bước phòng cháy chữa cháy trong chợ,
cũng như các tiểu thương xung quanh rất là đảm bảo, rất là tốt, tuyên truyền là cho nhân dân, cho các tiểu thương những cái phương án phòng chống là cháy nổ, chập cháy điện rất là đảm bảo. Theo thống kê, nguyên nhân các vụ cháy nổ liên quan đến điện một phần do sự chủ quan của người dân trong việc sử dụng điện. Nhiều nơi dùng dây tải có nhiều mối nối, tiết diện dây nhỏ không phù hợp với công suất thực tế. Thời hạn sử dụng đã lâu làm tăng nhiệt ở dây dẫn, phóng điện tại các điểm đầu nối gây ra chập cháy. Vì vậy, Công ty Điện lực Quảng Bình đang nỗ lực phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vừa tổ chức các đợt kiểm tra tại các điểm có nguy cơ cháy nổ cao để nhắc nhở, phát hiện và xử lý những nguy cơ dẫn đến cháy nổ về điện, góp phần đảm bảo an toàn lưới điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm là Ủy ban xã Bảo Ninh, Ban quản lý chợ và các cơ sở kinh doanh phối hợp, tích cực phối hợp với điện lực và các bộ phận phòng cháy cháy là để làm tốt công tác phòng cháy cháy. Cụ thể là điện lực thường xuyên kiểm tra về hệ thống đường dây và các dây dẫn các và vào các cái ốt điện chờ, rồi là kiểm tra các hệ thống liên quan đến là công tác phòng cháy ở điện ở chợ bộ xã, kể cả các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện như các karaoke thì chúng tôi cũng là tích cực thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở chủ kinh doanh chấp hành nghiêm về cái luật phòng cháy cháy. Để giảm thiểu tác hại do chập điện dẫn đến cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, bên cạnh việc tăng cường công tác phòng ngừa của Công ty Điện lực Quảng Bình, thì sự chủ động của khách hàng sử dụng điện là vô cùng quan trọng. Người dân hoàn toàn có thể phòng chống cháy nổ bằng cách tuân thủ các quy định hướng dẫn về sử dụng điện, chủ động kiểm tra tổng thể hệ thống điện trong gia đình, trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ động nâng cấp, thay thế, xử lý, khắc phục những nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ, như hệ thống đường dây dẫn, bảng điện. Ngoài ra, mỗi người dân hãy là những tuyên truyền viên tích cực cho người thân, họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp trong việc nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ. Công tác phòng cháy chữa cháy này, đây là cái công tác của toàn dân. Do đó là về phía ngành điện cũng kêu gọi chính quyền địa phương, các cấp và đặc biệt là các cái hộ kinh doanh, các cái người dân là phải ý thức được cái việc phòng cháy chữa cháy của đơn vị mình và của gia đình mình để mà chủ động trong cái việc mà phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các cái đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao như là các cái phòng trọ, rồi các cái hộ kinh doanh karaoke thì hết sức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, cũng như là xem đầy đủ các cái cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn điện trong nhân dân. Điện lực Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị điện, thiết kế đường dây dẫn đảm bảo chất lượng, đồng thời thường xuyên kiểm tra thay thế các thiết bị điện đã xuống cấp, hư hỏng để an toàn khi sử dụng điện, hướng tới việc cấp điện liên tục và ổn định, phục vụ nhu cầu của nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.